Nhóm phụ nữ miền Tây xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì ba chị em tụi mình đang có mặt tại nhà của cô chú ba. Thì nói cho các bạn biết qua về hoàn cảnh của gia đình cô chú. Thì chú bị tàn tật từ nhỏ, không có đi được. Còn cô thì hàng ngày bơi xuồng đi vớt ve chai kiếm sống. Có một người con đi làm ở công ty nhưng mà lương cũng rất là thấp luôn các bạn. Giờ mình mời các bạn vào nhà thăm cô chú nha. Đây là cái đường đi xuống nhà cô chú nè. Cái dốc cao á. Con chào cô. Dơ. Cái căn nhà này thì cũng được máy ấm ATG tặng chứ không phải là nhà của cô chú. Con chào chú nha chú ơi, chú đang làm cái gì vậy? À chú làm đi. À, chú đang giá cái chài lại nè. Các bạn. Giá chài lên cho ta. Con cô chú khỏe hả? Cô ngồi đi cô. Con cô đâu rồi? Đi làm từ thiện rồi. Hả? Đi làm từ thiện rồi. Vậy đó hả? Rồi không đi làm công ty nữa sao? Công ty bị đuổi. Bị đuổi rồi giờ. Giờ mình làm hồ sơ để làm công ty khác đó. Dạ. Mà chưa có gọi. Chưa có gọi. Dạ. Nên lại giờ đi vòng vòng làm từ thiện, không có tiền. Dạ. Vậy rồi hàng ngày tiền đâu cô chú sinh hoạt? Sinh hoạt thì cô đi lượm đồ mũ. Cô còn đi ha? Cô còn đi vớt đồ mũ hả? Lượm ở ngoài mình xong á. Dạ. Để trong chuồng gà. Dạ. Chỉ sạc bán mà chưa ai mua. Chưa có ai mua hả? Dạ. Ủa cô bán thường không có mối người ta lại lấy xong mà phải đợi ai mua nữa. Xe đẩy đó. Dạ. Cái bớt tè tè đó kêu. À. Bán một lần vậy là được nhiêu tiền cô? Vài chục ngàn vậy. Vài chục ngàn mà lâu lâu 2-3 ngày mới được một lần. Dạ. Còn chú giá cái chài này một ngày thu nhập cao không chú? Nhiều nhiêu quá. Cô giá chài này 100 ngàn chắc giảm. À. Mà tới 7-8 ngày hoặc là 10 ngày không chừng. 100 ngàn. Bởi vì mình ngồi không có bần, nó nhức lưng đó. Dạ. Chứ nó không định được ngày nó ngồi. Chỉ là 10 ngày là khoảng được 100 ngàn. Dạ. Nhưng mà rất là lâu luôn. Dạ. Rồi chân của chú có nhức không? Nhất thì nó nhất mà cái trời lạnh đó, chở gió đó. Cái vụ như cái mùa này nó đã quen rồi. Dạ. Sang mùa khác cái nó đau. Đau. Nó đau khoảng chừng 10 ngày cái nó hợp cái mùa đó. Dạ. Sang mùa khác nó cũng vậy. Mỗi lần đau gì chú có uống thuốc không? Hay là có chích thuốc gì? Uống thuốc nước nam. À, thuốc nam ấy. Cái chai thuốc gì đó hả chú? Dạ. Dạ. Rồi uống này chú có thấy bớt không? Thì mình uống ngày uống 3 lần. Dạ. Mình thấy cũng được. Rồi chú có hớt tóc nữa không? Có ít quá hả? À, ít. Lớn tuổi thì cũng lục rồi. Dạ. Hớt sớm là sụp đỉnh rồi. Chú cũng có hớt tóc nữa chị. Mà hớt lần trước á, mấy thường thì mấy chú già lại hớt rồi à. Tại bây giờ thì mẫu nó ra nhiều á chú. Cái người ta lại tiệm người ta hớt á. Người ta, cái của chú nhỏ quá trong người ta không thấy được á. Người ta ít lại hớt. Chạy theo cái đời nó tiến bộ. Nó dạ. Không bằng đó. Dạ. Năm nay chú bao nhiêu tuổi rồi? 55 tuổi. 55, còn cô? 59. 59, lớn hơn chú. Rồi bây giờ cô chú có một người con thôi à? Dạ. Rồi giờ anh không có đi làm được nữa, cũng không có thu nhập cho cô chú được. Lúc trước anh đi làm có hỗ trợ cho cô chú không? Có cung cấp tiền cho cô chú không? Mất mình ở Dùng Dương thì được lắm. Mà dạ. Cũng gửi tiền về trang sáng nó mình cũng ăn tiền lắm. Dạ. Rồi ở trọ, rồi tiền ăn. Như là 2-3 tháng mình gửi được 500 vậy đó. Dạ. Không có định được, bởi vì ai cứ đi ngoài nó gửi gì. Dạ. Ừ. Rồi bây giờ thì về nhà rồi thì công việc của mình không đi bởi. Dạ. Chưa ổn định. Chưa ổn định được. Bây giờ nghỉ đâu, buông ra rồi, không có chuyện làm. Dạ. Giờ đợi phỏng vấn lần hai. Dạ. Con bò cô còn nuôi không? Còn. Còn hả? Cô cho con coi con bò cô nha. Dạ. Đi chị ơi. Con bò cô nuôi bao nhiêu lâu rồi hả cô? Được 6 tháng. 6 tháng rồi đó hả? À. Con bò này là cô dây tiền nhà nước nuôi hả cô? Dạ. Cô dây bao nhiêu của nhà nước vậy? 20 triệu. Ủa sao nó hai con hả cô? Hai con đó của bà mẹ. À bà mẹ bà con. Bà bự nữa dây tiền nhà nước. À dây 20 triệu để nuôi bò đó hả cô? Dạ. Rồi hàng tháng cô đóng là bao nhiêu tiền? 200 ngàn. Trời tới 200 ngàn luôn ha. Rồi tiền cô có tiền để đóng không? Tiền mốt bán mẹ kia vậy đó. Rồi. Rồi đóng vô cho dạ. Chú gì vậy chú? Chú gì con cũng không biết nữa.
À, vậy là đóng cho cái chú ở xã đó đúng không à, cô? Là cô vay 20 triệu, một tháng là đóng 200 ngàn. Rồi chú bị tật như vậy đó, có được tiền nhà nước không cô? Có 12, 13, 14 tay gì đó, anh à, lãnh được có 400 thì đóng nhà nước. Lãnh là 400, rồi đóng lại, thì chú bị tật là được hỗ trợ 400. Vì nuôi rồi chừng nào gì định bán nó? Chừng nào đúng năm, giáp năm mới bán. Dạ. Thường ai cắt cỏ cắt cỏ cô... với ầm cá. Cô bà đi bà nhỏ xíu mà bà đi mót bà ôm bó cỏ bà dắt xe bà đi về mót. Dạ, để chiếc xe đó rồi xuống dưới cắt. Cắt rồi cái để cái bao cái đội ra. Dạ. Chỗ bánh đò đó. Dạ. Đội ra rồi cái để xe đẩy về. Bữa hổm thì không có tiền. Dạ. Đi hái điện điển bán. 200 gram thì được 5 ngàn. Cô không biết loại nữa đó chị. Không biết loại mà đi vớt mũ bán. Một hai con bò đó là 20 triệu hả hay gì? Có con bự à? Con một 20 triệu. 20 triệu. Dạ, còn con bò con này là nó đẻ ra. Của bà mẹ. Bà mẹ đẻ ra. Dạ. Của bà mẹ bển bển đưa tiền. À bà mẹ bên kia hả? À con hiểu rồi. Bò cũng mắc á cảm ha. Mắc lắm á chị. Bò rẻ mà ai về một con. Ủa, cô vay 20 triệu rồi cô mua con bò bao nhiêu tiền? 8, 9 triệu. Ờ vậy nó hơi mắc ghê hả cô? Là mình mua con bò con hay là mình mua con bò lớn rồi đẻ ra con bò con? Mua con bò con. Rồi bò con, nuôi. Người ta nuôi về bình như bò đã lớn vậy đó. Một con là 18 triệu rồi bán. Nhỏ xíu mà mắc quá ha. Chị tưởng là bò mắc lắm. Mắc. Yeah. Mà bán cái này á chị là cũng không lời bao nhiêu, vô tiền cỏ, tiền cám mình hết trơn. Yeah. Nhưng mà mình nuôi là mấy tháng nó mới bự một được. Năm á, một năm. Một năm á ha. Rồi đi lụm đồ mũ. Dạ. Mốt mua cám, mua chuối. Dạ. Cho nó ăn. Nhà mình ở hiện tại là có bị dột gì không? Dột coi. Có dột. Dạ dột chỗ nào đâu cô? Dột lụm hết trơn. Dạ mưa cái nó chảy tổn tổn. Dạ. Bên hông nhà mình là mình nó bị gắt chứ mình đâu có phải khoét ra để cho nó có nó bị gắt. Thiết nó gắt đó. Dạ. Còn cái này là cái gì á cô? Cái đó là cơm nguội đó, người ta cho đó gì cái nấu cho bò ăn. À, nấu cho bò ăn. Ừ. Rồi để cám vô. Dạ. Còn hàng ngày là cô tự nấu cơm hết hả cô? Dạ. Tự nấu hết. Tự nấu, tự làm. Cô nhỏ xíu con à. Nó dột chỗ nào đâu cô nè, mình đi chỗ nào. Ủa, nhà cô có nhiều gạo quá vậy? Dạ. Người ta cho hả cô? Cho gầm đó cô. À gầm người ta cho mình chắc lên bao nhiêu đó luôn đó hả cô? Ừ. Wow, nhiều quá. Ừ, nhiều ghê luôn. Để dành ăn hết. Ảnh làm đâu được đâu mà mình kiếm mà mình ăn. Còn cô con uống một tí này cô có chài, cái con chài đó nghe. Dạ. Chài cũng khác thì đem lên tôi giá mình cho. À chú biết con có chài nữa hả? Dạ chú ơi. Rồi. Con tính bàn với chú gì nè. Dạ. Coi thử được không nha. Tại vì á nhà tụi con mấy chị không cũng có chài nhưng mà chài thường là nó bị dính dính lại đó. Bây giờ thôi giờ chú làm cho chị mấy chị em con một cái được không? Một cái mới á là tự đan đó chú. Rồi. Có thể giúp là mấy chị em con được một cái được không chú? Được được, cái chài thấy ví dụ như nó dính chì phải không? Dạ, nhưng mà bây giờ con muốn đặt một cái mới á, chú làm cho mấy chị em con cũng giống như là một kỷ niệm luôn rồi, vậy. Rồi, rồi. Làm nguyên cái mới luôn á chú. Rồi, cái này nó cũng hơi lâu, dạ. Chừng mấy cái chì đó. Con không rành lắm. Bao nhiêu chì nhưng mà... Sao mà quăng... Quăng là dính cá rồi. Cô nghe cô chài á. Vậy đó hả? Cô biết hả? Cô biết không chài hả? Lên mạng đó cái cô chài cá. À, con bán. Ba tí đi, ba tí. Dạ, mấy chị em con nhát trên vai và mấy chị em con ra xong chài được đó. Ừ. Là con thấy là chú nãy giờ chú rất là rành. Chú có thể là làm một vài động tác thôi. Chú đang nhìn con coi trên cái giá này được không chú? Cái này là chỉ là giá thôi. Dạ, còn chú giá cho con khác. Xem được không? Rồi, rồi, được. Dạ. Giá này giá dài. Mấy cô vẽ ra lâu lâu. Dạ. Mấy cô bây giờ mấy cô ngồi đây mua nước cho mấy cô uống. Dạ thôi, tụi con mới uống rồi á. Cái này là mình giá thôi. Dạ. Chồng cô giá cơ. Hút cái kia. Dạ. Giá ngoài kia. Để tụi con thấy tụi làm một cái chài. Cái này chắc nhiều công đoạn hả chú? Dạ, giá dài. Mình có lỗ nhỏ luôn á. À, lỗ này nó bị gắt. Cá nó ấy. Cái mình giá rồi cho nó lành. Chết đó, dạ. Để cái đầu mình tính cho nó. Chú làm nghề giá này bao nhiêu năm rồi chú? Lâu lắm rồi. Dạ. Lâu lắm rồi. Lúc tôi 19 tuổi đó là tôi đi không được đó. Dạ.
Vậy là mấy chục năm hả chú? À, 55 tuổi. Thành ra cái này mình biết đã quá lâu rồi. Tôi... Rồi lúc xưa là mình đưa. Đưa là thành cái chài, là cái ấy. Rồi bây giờ mình mua lưới mình gác. Tôi quê trong gác bên Bình Hòa cô. Dạ. Tôi dòng họ, tôi bắt thịt heo không mất. Chỉ cho chú hay sao chú? Tôi chết hết trơn. Mua luôn cũng được. Dạ. Thấy ông tội nghiệp. Con gửi chi phí trước cho chú nữa, chú làm. Cô có nghe cô kể rồi đó. Ờ. Còn 3 ký. Dạ. Hôm nay tụi con đến trước là thăm gia đình cô. Chú buông ra xíu nha chú, nói chuyện với tụi con nha. Sau thì tụi con cũng muốn hỗ trợ chú thêm một phần, là tại vì có một mạnh thường quân là anh Đức có xem qua thì thấy được hoàn cảnh của cô chú á, nên rất là thương cô chú luôn, gửi cho cô chú một cái số tiền nhỏ nha. Thì giờ con gửi cho cô nha, cái này là của anh Đức. Cô mở ra đi con. Quá mừng. Quá mừng hả? Cái này là cô mở ra luôn đi. Dạ. Cái này là 1 triệu của anh Đức gửi cho cô với lại chú. Chúc cho cô. Cảm ơn cô. Dạ. Dạ. Cảm ơn tất cả mấy cô. Dạ, chúc cho cô thật nhiều sức khỏe. Dạ, chú đây cũng có nhiều sức khỏe nha. Đương chài thiệt là nhiều luôn. Còn cô thì nuôi bò mập mới bán sớm nha. Dạ. Con hy vọng là sau khi mà chú làm cho con một cái chài rồi đó, con sẽ giới thiệu cho mọi người là chú kéo tay như thế này, rằng là sẽ mọi người sẽ ủng hộ chú.